À, đây là cái giao diện chiến đấu của con game mình nha anh em. Nói chung là cũng khá là đẹp đó anh em ạ. Wow. Wow. Đánh theo lượt nhưng mà dạng 3D nha anh em. 3D nha anh em ạ. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục cái channel của mình. Và ok, ở video này thì mình sẽ mời anh em chơi một cái tựa game mới, đó chính là cái tựa game One P. Warrior gì đó nè, mà mình không biết cái tựa game mà là tựa game gì nữa. Để mình cho anh em xem cái tên nha. One P. Warrior The Battour ha, The Battour gì đó nè mà. Ok, thì bây giờ anh em ta sẽ vô và trải nghiệm thử nha. Đây mình đã có đăng ký cái tài khoản rồi anh em à. Rồi, xong, vô trải nghiệm thử nha anh em. Hiện tại bây giờ nó đã ra server chính nha anh em. Hôm qua mình vô mình thấy là server chính new. Ai, ra server 11 thì phải, nó sẽ nhanh với ta. Một hai bữa mình nó ra hai server luôn anh em à. Rồi, ok. Game này thì nói chung là nó mới ra thôi anh em à. Nó mới ra thôi. Con game này của nước ngoài nên mà mình thấy nó chơi là quảng cáo trên Facebook á, mình vô mình tải về thử và mình cũng không biết là nó có hay hay không nữa. Thì bây giờ chúng ta sẽ vô trải nghiệm nha. Trước mắt mình thấy mấy con lính dưới đi nó cũng chung là khá là mượt anh em. Mình sẽ đặt tên là 69 Gaming. Ok, anh em nào mà chưa biết thì có thể là tải về và trải nghiệm thử nha anh em. Đầu tiên anh em ta sẽ thấy là Nami đang xuất hiện bên dưới màn hình của anh em. Mình hướng dẫn anh em chúng ta sẽ đi vô đây. Mình không có mở nhạc anh em. Mình sợ âm thanh nó sẽ bị dính bản quyền này kia kiểu á, cho nên mình không có mở. Dù mình đã tắt tiếng đi rồi nhưng mà mình vẫn còn nghe tiếng nhạc anh em à. Mà vãi là sự chứ. Rồi xíu nó không biết là cái đoạn đầu của mình nó sẽ bị dính bản quyền hay không nữa. Thôi kệ luôn đi. À, đây là cái giao diện chiến đấu của con game mình nha anh em. Nói chung là cũng khá là đẹp đó anh em à. Wow. Wow. Đánh theo lượt nhưng mà dạng 3D nha anh em. 3D nha anh em à. Rồi ơi, khá là xịn nha anh em. Hơi bị ngon đó anh em à. Rồi tiếp tục thôi anh em. Nhìn cái giao diện nói chung là cũng hơi hơi quen quen xíu. Nhưng mà cái lối đánh với lại cái giao diện chiến đấu thì nó khác anh em à. Thuyền của Luffy đang ở ngoài khơi nha anh em. Bây giờ như là đang kết nạp Yugo trong băng đảng thì phải anh em à. Phẹt. Trời ơi, biết ngay mà anh em à. Đây là thành viên đầu tiên trong băng đảng của Luffy. Cậu... À đây đây. Bây giờ tôi sẽ đưa cho cậu ba thanh kiếm này. Cậu có đồng ý trở thành đồng đội của tôi và cùng ra khơi làm cướp biển hay không? Đây là mình dịch nha anh em, chứ không phải là trong cái mình dịch trong cái bài này đâu anh em, mà mình nói là cái trong phim One Piece. Rồi ơi, vô trong đội hình nha anh em. Phía sau á, Zogo là đứng hàng sau hết anh em. Ok. Rồi ơi, u chớp nữa nè. Không biết là còn cái giao diện nào nữa không anh em. DPS này là gì ta? Ồ, một gun Asia Hand. Rồi DPS mình không biết nha anh em, mình không hiểu nó là cái giống gì luôn anh em à. Wow, ngầu vãi. Trời ơi, ủa, sắc khoát chết hai thằng hai bên luôn anh em à. Hình ảnh 3D hơi lỗi kỹ thuật một xíu. Đó chính là khi biến to cái tay lên đó, thì nó bị lỗi là nó chèn ở trong người của ông một gân luôn rồi anh em à. Ok, tiếp tục. Real, mình không thích thể loại game chơi theo màn hình đứng anh em à. Mình chỉ thích game chơi màn hình ngang thôi. Vì màn hình đứng khá là khó quay video, vì vậy mà mình không thích thôi anh em à. Thực ra là màn hình nào mình cũng chơi được hết. Thì mình chỉ không thích mấy cái game mình làm video là mình chơi màn hình đứng nhìn nó hơi khó chịu một xíu. Với lại nó cũng nhỏ xíu xíu anh em, mà lúc mình up lên nó thì nó cũng không có nhìn rõ được cho anh em xem đó. Rồi, tiếp nha anh em. Mình đã chiêu mộ được Nami vô trong cái đội hình của mình rồi. Đó, lần này thì nó không bị lỗi nữa anh em à, tại vì thằng kia nó đứng xa quá. Ôi, thằng này người cá sấu anh em à. Hôm kia là hình như là mình thấy là có một cái chapter One Piece, hình như là mình thấy có con người cá sấu bên trong phải. Hay là một cái con game nào ta? Hôm kia mình cũng thấy một cái thằng người đầu người mà đuôi cá sấu này mà. Rồi tiếp tục nha anh em. Cấp thành upgrade. Nhân vật của mình đã được nâng cấp anh em à, MVP luôn. Yugo Tatsugi nói chuyện. Ủa, Bupki mà ta. Này là gì ta? Wow, như là chiến với lại băng của Bupki thì phải anh em à. Khúc này sao ta? Khúc này thì tự nhiên mình quên mất này. Ôi, có người ta chỉ ghi trong đội hình luôn kìa anh em. Phải. Để mình xem nữ ơi. Trời ơi. Sắc một chết hết luôn kìa. Ôi, anh Vỗ mạnh quá. Anh Vỗ quá là mạnh anh em à. Một hit một one kill. Có lộn. Triple kill. Ba đứa luôn thì phải anh em à. Career may gì nè. Upgrade nâng cấp lên anh em à. Rift round gì trời, toàn tiếng Anh không à, sao biết đường chơi trời.
nó kệ đi, chơi theo cảm tính luôn anh em à. Chỗ nào không biết thì mình dịch, chỗ nào mà không dịch được thì mình cứ chơi đại thôi anh em, mà từ từ mình sẽ hiểu thôi. Wow, quỷ bất kỳ làm gì trên đây đây, cái này nó đi theo cốt truyện luôn anh em. Tiếp nha anh em. Ủa thằng đây một găng tay ghiêu nữa, có gì đụng độ một găng hoài, trời ơi anh dỗ sắc vải thật sự chứ. Tatsugi kìa anh em à, wow, ôi ôi Luffy bung, wow khá ngầu anh em à. Rồi ok luôn, cầm phim luôn. Xíu nữa mình sẽ hết cái hướng dẫn là xong, sau đó mình sẽ mở tiếng cho anh em nghe nha. Bây giờ thì mở tiếng lên không được anh em à, sợ bị dính bản quyền. À năng sao cho con Zugo lên anh em ơi, sử dụng mảnh PV để có thể năng sao cho con Zugo lên nha. Zugo là một cái con tướng XG, mình nghĩ là chắc còn XXG, UG rồi GLLL gì nữa anh em à, mình nghĩ là chắc là như vậy. Tướng tím đây mà anh em, mỗi con tướng tím đây thì làm sao mà có thể là mạnh mẽ được. Nói chuyện cái này là gặp lại Kuro anh em à, ở đây thì anh em ta sẽ gặp gỡ được nhân vật thuyền viên tiếp theo Usopp. Usopp xong rồi như là mình sẽ tới Chopper anh em, Chopper hay là Sanji ta, như cần một bác sĩ, như là gặp Chopper trước hay sao anh em. Ồ ở đây thì mình chỉ có thể là ít hai cái tốc độ lên thôi anh em à, không có ít không có ít ba nha. Rồi ok, ồ khá nhanh anh em à, anh Zugo vẫn là MVP trong tem anh em ơi. Rồi xong, có chỗ nào cài đặt ô chưa nữa anh em, mà nó bắt mình làm theo hướng dẫn hoài luôn anh em à. Tiếp luôn, nhận luôn. Rồi ok, lại tiếp tục làm theo hướng dẫn nữa anh em à. Chiến này mình sẽ đụng độ với lại ai đây, VV con quỷ cá sấu, Nami nữa cả, bên kia cũng có Nami nữa anh em à. Wow, đợt này thì nó không có hiện 3D quay trước mặt Luffy nữa, mà nó hiện sau lưng Luffy anh em à. Ok, nói chung là game này nói chung là cũng được anh em à, vui. Để anh em nào thích cái tải về nha, cái tên game thì nãy mình để đầu video rồi anh em à, anh em chỉ việc tải về và trải nghiệm nha. Tiếp luôn. Rồi, xong. Rikui, anh em ta sẽ đi chiêu mộ và hiện tại bây giờ mình đang được 11 cái vé. Ủa cái vé này là mình quen lắm nha anh em. Sao con game nào nó cũng có cái vé này hết trơn rồi nè. Rồi, tiếp tục chiêu mộ X10. Còn gì đây? Thấy này vàng vàng đó anh em à. Vàng khe luôn rồi. Wow. Cái gì mà nó ra một nồi luôn vậy nè. Trời ơi, SSG Momogan. Ôi thằng này vậy mà là con tướng SSG đúng mới căng chứ anh em. Hay ảo nha anh em, ảo tung chảo. Beppo gà, Beppo mới cắn thuốc lắc của Chopper đưa anh em à. Cắn thuốc lắc Chopper đưa, biến quá su lông khổng lồ. Rồi giải cứu thuyền trưởng nhảy xuống biển rồi anh em à. Cho con game mà ra tướng, ra chặn được 6 con tướng nha anh em. Ok luôn anh em à, nó không còn là 5 con tướng như những con game kia nữa, mà ra chặn đến thẳng 6 con tướng. Giống với lại con game hải tặc huyền thoại anh em, đại hải trình. Ok, chưa có mở tiếng được cho anh em nghe nữa. Bây giờ mình sẽ ra ngoài mình xem lại có mở tiếng được chưa nha anh em. Gì đây, khinh khí cầu bạch tuộc. À cái này là anh em chúng ta đi giống như là càng quét ải này kia, kiểu anh em mỗi ngày nó có thể cho anh em vô càng quét để mà kiếm nguyên liệu này kia kiểu mà. Nói chung là anh em chơi mấy con game thẻ bài theo thể loại này thì anh em biết hết đây. Nó cũng ná ná nhau thôi anh em à. Tốc độ thì chỉ có thể là X2 thôi, VIP 2 mới có thể lên được VIP mấy thôi phải. Unlock 3 chữ bit. Cái 10 đến 30 gì đó anh em à. Sẽ unlock gì đó mình không biết đâu, VIP nè. Càng quét. Rồi ok xong rồi nhá anh em. Tiếng nè. Miếu dịch nè anh em à, tắt cái nhạc đi. Rồi để tiếng cho anh em nghe chẹp chẹp. Có code nè anh em à. Mình nhập thử đi. Yogo 6666. Không biết phải không anh em. À, không phải anh em à, mình lộn game rồi. Hồi nãy mình thấy có cái con game kia nó cũng có cái gift code nữa. Mà mình không biết phải con game này không nữa nè. Rồi ok xong nha anh em. Mở cái tiếng cho anh em nghe nè. Đó. Rồi bây giờ anh em ta sẽ tiếp tục trải nghiệm. Ồ cái này là gì ta? Không phải 99 đô hả? Không phải 99 đô anh em, chúng ta sẽ được con Luffy ha. Game dễ anh em à. Trời ơi có 9.99 đô rồi anh em à. Trời ơi múc luôn Luffy. Nhận luôn nha anh em. Thì lâu xíu nè, Clam nè. Đó. Có Luffy liền anh em à. 14.99 đô rồi dẹp qua bên đi anh em à. Anh em chúng ta chỉ bắt môn độn giáp nạp đầu 20k thôi anh em à.
để trải nghiệm thôi. Mình không biết chừng nào mình chán nữa, cho nên là bây giờ mình nạp nhiều quá thì nó uổng tiền lắm anh em à. Cuối cùng thì mình cũng đã có được con Luffy SSG nha anh em, nâng cấp lên luôn. Cho anh lù mình vô trong tem luôn. Ồ, thiếu cái nguyên liệu để có thể đột phá lên anh em mà nó cũng giống như những cái con game khác vậy anh em, chúng ta cần phải có những cái nguyên liệu để có thể đột phá lên nha. Mission nè. Múc hết luôn. Ồ, cái này có nút nhận hết không ta? Ủa. Không không có nút nhận hết đây mà, chỉ có nút nhận từ từ thôi. Đó, hơi lâu một xíu nha anh em. Rồi ok, xong. Mission vẫn còn nhiệm vụ à, mở cái gương luôn anh em ạ. Đó, bên này achievement nè, achievement gì đây anh em ạ, lượm luôn. Có, ôi hết rồi. Rồi bây giờ anh em ta sẽ vô top up xem thử là con game này sẽ có bao nhiêu con tướng đây anh em à. Anh em chúng ta sẽ vô Grail Mail và xem thử là trong con game này nó có tổng cộng là bao nhiêu con tướng nha anh em. Ở đây thì nó có đây, thư viện anh em à. Rayleigh. Wow. Không có xem được Rayleigh đấm đá dân nha anh em. Đó, ông chúa Rayleigh ngầu vãi chưởng. Tiếp theo. Ai đây? Bò hành cốc nha anh em, bò hành cốc nha, đẹp gái liền anh em à. Tiếp theo, Kit. Wow. Kit vẽ trai ngầu vãi anh em à. Ôi, wow. Cái này khúc này chưa bị cục tay nha anh em, khúc này chưa bị cục tay nha. Hồi nãy sao đưa vô trong cái khúc mà đeo tay máy vậy ta? À không, là gì ảnh là sử dụng skill đó rồi anh em à. Wow, Ivankov phiên bản, ôi trời ơi, bờ mông căng mộng. Quá là căng anh em à. Wow, phiên bản này thì ngon nha anh em, đừng có nhìn phiên bản trước. Marco anh em à, anh đầu dứa. Đây, anh đầu dứa nhà mình. Ngầu vải. Tiếp theo sẽ là, ôi, Lo anh em à. Lo đang cầm con ốc sên với lại cái kiếm nha anh em. Hay đang nói chuyện với ai thì mình không biết nha. Ngầu vải trưởng. Đó. Tiếp theo sẽ là Magellan. Ê. Wow, trưởng giám ngục Magellan. Mình nói chung là mình cũng thích Magellan lắm nè anh em. Ngầu lắm. Ok, tiếp theo sẽ là ai đây? Crocodile nha anh em. Crocodile. Đây, một con tướng SSG luôn anh em à. Trời ơi, búp kia mà cũng SSG luôn mới ghê chứ anh em. Tứ hoàng. Một tăng tứ hoàng anh em à. Nami nè anh em à, Nami SSG luôn nè anh em. Wow, ngầu vải anh em. Luffy nè, Luffy này mình vừa mới có nè anh em à. Luffy mình vừa mới có nha. Đó, mới đầu vô nó sẽ thủ thế, sau đó nó sẽ chuyển qua, chắc lắc đúc kiếm nhiều quá anh em. Anh Dỗ nè, Dỗ New World nè anh em à. Zugo nè đúp. Rocky nè anh em. Rocky này Rocky thường thôi anh em à. Chưa phải nè đúp. Ai nè anh em. Wow, trời ơi. Ngầu vải trưởng. Ủa, mới đầu vô mình xem thì nó còn thủ thế, một xíu nó hết thủ thế luôn rồi anh em à. Tiếp theo. Trời ơi, Mr. Ponclay này nó cũng là một con tướng SSG nữa hết ta. Khalifa cũng là SSG luôn. Trời ơi, nó căng vãi này mà. Được tấn công, bờ mông, phòng thủ. Wow. Tiếp theo. Trời ơi, quỷ người sinh bùng này anh em. Vậy mà cũng có trong đây luôn anh em à. Lâu lắm rồi mới thấy có con game xuất hiện ảnh anh em. Khá là hiếm hoi những con game mà xuất hiện ảnh anh em ơi. Rainbow Momonga nè, một con tướng SSG mình vừa mới chiêu mộ ra được. Không ngờ ảnh là lại là SSG luôn mới ghê chứ. Monet nè. Monet này có khả năng tạo khiên gia tem ở trong những cái con game khác và không biết ở bên đây thì sẽ như thế nào đây anh em à. Một con tướng SSG luôn. Sanji nè, anh 4 Sanji. Đó. Ghê cho anh em, ghê không? Ghê không? Tới Chopper. Chopper này sẽ như thế nào đây? Ồ, nó cũng không có thay đổi gì đâu anh em à. Nó cũng không di chuyển, nó cũng vậy thôi. Đó, Chopper 3D luôn mới ghê với anh em. Nico Robin nè. Ok, thì nói chung là con game này đầu tiên là anh em ta sẽ soi hết các cái dạng tướng nha. Rod nè. Ôi, nhiều quá anh em à. Anh em ta sẽ ra ngoài xem đi. Nãy mình xem tới Rod với anh em. Kaku nè, Mr. One nè, Kinemon nè anh em à. Kinemon trong này sao đây? Trời ơi, mặt ngên vãi anh em à. Sao? Muốn gì? Chơi không? Chơi không? Đó, mình muốn chơi không? Thầy, gương mặt ngên căng vãi này mà. Wow, trời ơi, trời ơi, Behona phiên bản bãi biển anh em à. Wow, ngon vãi. Tiếp theo, ôi ôi, kiếm sĩ huyền thoại của Wano World, Gizuma. Wow, ngầu như cái bồn cầu anh em à. Tiếp theo này, chúng ta sẽ xem lấy những cái con tướng SG nè. Ôi, có cả John nữa nè anh em à. John, rồi... Đây, mấy con tướng này nè, Violet nè, Phó Giám Ngục, Bellamy, Pippo này kia kiểu một căn. À, Nguyễn Người Cá Sấu này anh em. Ơi ơi, hai Viper gì nè anh em à. Ừ, Riot,
thằng này tập nào mình quên mất tiêu ta, để nhìn quên mất tiêu ảnh này anh em à. A Long nè, S Lu, Luffy. Rồi xong, nói chung là mấy ông tướng này thì mình xem sơ qua thôi anh em à. Khá là hiếm hoi những đô đốc hải quân anh em. Trước mắt thì chỉ có mỗi con tướng UG là Rayleigh thôi anh em. Mình nghĩ sau này sẽ có những cái bản update nó sẽ ra thêm những cái con tướng mới anh em. Ok, Riku xem nữa là còn chiêu mộ được hay không. 2700 kim cương thì có thể là chiêu mộ được X10 anh em à. Vì hiện tại thì bây giờ mình đang còn một vé nha. Ok, đây kiếm vé để mình cho mình chiêu mộ thử cái độ nhân phẩm của mình xem sao. Bây giờ thì mình sẽ đi vô, mình sẽ dứt thử. Mình nhận trên đây quá. Ok, nhận được rồi nè anh em à. Calamit. Rồi ok, xong bây giờ mình sẽ đi ra khơi để xem sao anh em. Cho Luffy của mình mới chiêu mộ vô. Không biết mình có thể sử dụng hai con Luffy trong cái đội hình được hay không. Được nha anh em. Hai con Luffy, hai phiên bản khác nhau vẫn có thể sử dụng được trong một cái đội hình nha anh em à. Trời ơi, ngon liền. Wow, hai con Luffy nó sao hơi giống giống nhau nha anh em. Nhìn nó hơi giống giống anh em à. Ôi trời ơi, trời. Wow, ngầu vải dưỡng. Ok liền. Wow. Ôi, anh Zogo vẫn là MVP vậy nè. Trời ơi, 19.000 đam luôn, trong khi Luffy nó chỉ có 5.000. À chắc là Luffy nó ăn khúc cuối thôi anh em à. Lúc đầu bị Zogo nó sắc phát chết, muốn chết hết rồi. Ôi, đụng độ với lại Mihawk kìa anh em. Hồi nãy như là trong cái danh sách tướng mà mình không có thấy được Mihawk anh em à. Ở đây thì mình có thể thấy được Mihawk, chắc còn Mihawk sau này sẽ ra. Và Mihawk mình nghĩ sẽ là một cái con tướng UG anh em à. Nó không thể nào mà có thể là SSG được anh em. Mình nghĩ là chắc là như vậy quá. Trời ơi, gì mà kỳ vậy nè. Mihawk bị Zogo sắc chết anh em à. Không thể nào tin được. Rayleigh. Trời ơi, đây là một cái phiên bản khác rồi anh em à. Trong chuyện thì anh em, trong phim thì anh em xem là Zogo khúc này bị Mihawk sắc cho cái một thẹo. Còn đây thì bị Zogo kill lại anh em à. Bị Luffy đấm luôn. Ok, tiếp là anh em à. Ui, đi farm thường mình nó cũng có cho kim cương luôn anh em ơi. Tính ra con game này nó kiếm kim cương cũng khá dễ. Ôi, mình quên mở X2 rồi nữa. Cái này thì level 15 mình mới có thể là đít được, bỏ qua được anh em à. You can keep petal in 4 round ha. 4 round thì mình mới có thể là đít bỏ qua được anh em. Chắc là như vậy anh em. Cái lực chiến của mình hiện tại bây giờ là 173k anh em à. Còn cái đội hình của NPC chỉ có 44k thôi. Trên lệch nhau quá xa lên anh em à. Bên này cái lực chiến to dữ ta. Ý là mấy con tướng mình chưa có gì chứ mà lên 173k luôn này. Phải to nha anh em. Wow. Bum. Trời ơi. Chịu gì thấu anh em à. Chịu gì nổi. Nhét luôn. Cái này nó không có cái nút mình đi ra ngoài anh em. Bum. Wow. Âm thanh thì nói chung là nghe nó cũng được được anh em mà, chứ nó không có êm lắm. Nhận kim cương luôn nè. Clam luôn. Ủa, nó đưa mình đi đâu, hướng dẫn nữa đây. Rail May, Zogo, Equip On. À, có bộ trang bị rồi nhà anh em. Có trang bị ở nhà anh em. Đó, nhận luôn cái mảnh tướng tím. Nhận hết cái đống này luôn. Rail May, đeo cho Luffy thôi. Equip On. Ồ, vũ khí màu tím 2 sao nha anh em. Upgrade đây luôn. Rip out luôn anh em à. Mở được cái skill thứ hai nha anh em. Skill thứ hai này là làm gì đây? À, tất cả mỗi thời gian Revin Norman Attack Untenchuji gì đó anh em à. Hết biết đường dịch luôn rồi anh em. Dẹp bỏ qua một bên. Đừng thử thách cái trình độ tiếng Anh của mình anh em à. Rồi ok, tiếp nha anh em. Thì tiếp cái chương tiếp theo là đụng độ với lại A Long nha anh em. Nami. Khúc này anh em ta sẽ tới cái chương của Nami rồi anh em à. Cho Nami đứng đầu luôn. Quái thì nó hơi ít nha anh em. Nãy giờ toàn là có nhiều gặp hoài luôn anh em à. Rồi xong. Khá nhanh. Anh Zogo vẫn MVP thôi anh em à. Luffy. Đợt này Luffy đấm trước anh em à. Ồ, Luffy đấm hàng trước nha anh em. Hình như là mỗi thằng chỉ có là đấm được một hàng thôi thì phải anh em. Ok, anh Zogo vẫn là MVP thôi anh em à. Có Akainu nữa kìa anh em. Nhưng mà hiện tại giờ chưa thấy có cái tướng Akainu, cho nên là không biết làm sao. Đang giới thiệu Rayleigh, chắc là game mới ra anh em, cho nên là nó ra từ từ anh em à. À, cái này là đấu trường mà. Đúng rồi anh em, chắc là như vậy ơi. Đây, đấu trường. Đấu trường có nước này à. Là ở đâu vậy ta? Khúc này lúc lấy trái A hay là cái đấu trường này ở bên đảo của Bo ta?
mình không nhớ anh em à. Mở ra xem đây, Arena Coin được 10 điểm. Wow, lên hạng là được kim cương nha anh em. Nó giống với lại con game Gumu anh em à. Là cái đồ hình phòng thủ ha. Ok. Xem thử các cái phần thưởng, xem thử là mình nhận được những cái gì để anh em à. Ủa, 1,99 đô mới có thể là mở được cái phần thưởng 7 ngày ha. Ôi, game này cái gì cũng tiền hết vậy nè. Đụng tới là tiền thôi anh em à. Không có cho miễn phí gì cho người ta. Để mình xem thử ở trên này có những cái gì miễn phí không anh em. À, cái này anh em sử dụng kim cương để mà để cái độ nhân phẩm anh em à. Mèo chiêu tài anh em à. Mỗi một cái server mới thì đều có cái vụ này nha anh em. Anh em càng có nhiều kim cương thì anh em vô anh em chơi thì sẽ nhận được nhiều hơn. 488 nè, mình sẽ nhận được nhiêu đây, 988, nhận được thêm 500 nha anh em. Bây giờ 988 là mình sẽ nhận được nhiêu đây, 1888 anh em à. Ôi, kim cương lên khá là chóng mặt anh em à. Tiếp luôn, 3588. Ok, tiếp luôn anh em à, 5988. Rồi hết rồi anh em à. Mình hiện tại giờ còn cái 6456 đây, mà bây giờ cái móc tới 8888 nè. Mình kiếm thêm kim cương rồi sau đó mình sẽ vô mình sẽ thử cái độ nhân phẩm của mình tiếp nha anh em. Ngán kiếm nhiều kim cương xíu để mà chơi đi anh em ơi. Này, nông dân nghèo. Ồ, cái này mình sẽ gì đây, chiêu mộ chỉ định sử dụng kim cương hết anh em. Thôi bây giờ mình đâu có sử dụng kim cương nữa anh em. Bây giờ thì mình đang để dành kim cương ri nè, lượm luôn. Múc. Chỗ nào rip nè. Chỗ nào miễn phí thì mình sẽ lượm nha anh em. Ri nè. Tháng nè. Đó. Mình nè. Này phải nạp bùa thẻ mới được anh em à. À, cái này là điểm VIP nha anh em. Điểm VIP nha. Không nè, mua luôn. Không kim cương thì múc anh em à. Bên này nó có một cái phần thưởng bên đây thì phải. Ủa, à còn cái này anh em. VIP 290 nè, nhưng mà mình không mua đâu. Cái này thì mình sẽ mở được một cái bảo vật, một cái vũ, một cái set luôn anh em à. 4 món luôn. Wow, ghê nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ trang bị vô cho anh lù nhà mình đi. Anh bún lù nhà mình. Rồi Zogo thì đã đeo một cái đống trang bị tím mà vô upgrade lên. Rồi Luffy có thể upgrade lên được anh em. Đấy, đẹp trai lên liền anh em à. 7 ngày vui vẻ nè. Để xem thử, nhận luôn. Nhận luôn. Wow, nhiều dữ anh em à. Cái gì mà một nùi vậy nè. Nhận hết luôn. Ok, múc luôn. Hết luôn anh em à. Đó, nhiệm vụ 7 ngày anh em. Còn gì để nhận đấy không? Cái này thì phải nạp anh em à. Word nè. Này cũng phải nạp luôn anh em à. À, cái này nhận ri được bên tay phải nha anh em. Ủa, bên tay trái nha anh em. Bên tay phải anh em phải mua cái gói thì có thể là nhận được. Nhận được kim cương này kia kiểu anh em à. 7333 rồi anh em. Con đường đến 8888 cũng sẽ nhanh thôi. Mình sẽ nhanh để thôi để có thể là đạt được cái mốc. Ủa, đây mình đâu có nhận được cái gì đâu trời. Vì mà nó cũng đỏ đỏ lên nữa. Mình tưởng đâu có gì để nhận với anh em. Rồi, xong. Còn cái gì để mission. Để mình xem nữa còn cái gì để nhận hay không nha anh em. Claim 5000 SP nữa. Rồi, ok. Thì ngày hôm nay là ngày đầu tiên anh em ta trải nghiệm cái con game này thôi. Cho nên là bây giờ mình vẫn chưa biết đường để có thể là review những cái gì trong cái con game này cho anh em xem. Thì mình sẽ tiếp tục cập nhật những video về con game mà cho anh em cùng xem nha. Anh em nào chơi iOS thì có thể là lên trên App Store anh em tải cái con game này về. Cái tên là Ocean Way Departure gì đó anh em à. Đó, thì cái tên nó nằm phía trên, anh em chỉ việc tải về và trải nghiệm nha. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video đây thôi. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo về tựa game One Piece này. Còn anh em nào thích thì nhớ cho mình một like và đăng ký nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Tạm biệt anh em. Bye bye anh em.